Chuyên đề An ninh Long An xin kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên đề kỳ này, mời quý vị và các đồng chí theo dõi những nội dung chính sau đây. Công an các đơn vị địa phương tổng kết công tác năm 2015. Tấn công tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Phóng sự tăng cường kiểm tra phòng cháy chữa cháy chợ dịp Tết. Thưa quý vị và các đồng chí, Công an thành phố Tân An vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2015. Đại tá Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự. Năm 2015, Công an thành phố Tân An chủ động tham mưu thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố các mặt công tác, quy động sức mạnh của các ngành đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tỷ lệ điều tra khám phá án, giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt chỉ tiêu đề ra. Qua một năm thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, lãnh đạo Công an thành phố Tân An phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cùng tập thể đơn vị hoàn thành các mục tiêu đề ra, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Tại huyện Tân Hưng, Công an huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Năm 2015, Công an huyện Tân Hưng được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Công an tỉnh, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và phối hợp các ngành liên quan thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trong đó, Công an huyện phối hợp với lực lượng biên phòng chủ động triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an ninh biên giới. Trong năm, Công an huyện tập trung điều tra làm rõ 100% số vụ phạm pháp hình sự xảy ra, làm rõ 14 vụ, bắt 17 đối tượng, thu hồi tài sản 46 triệu đồng. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện biểu dương những kết quả đạt được của Công an huyện trong năm qua, đồng thời chỉ đạo Công an huyện trong thời gian tới cần nắm chắc diễn biến tình hình, tích cực tham mưu huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công an huyện Vĩnh Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2015. Năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Đảng ủy, ban chỉ huy công an huyện kịp thời tham mưu cho huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông. Công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong thực hiện các nghị quyết, kế hoạch liên tịch, liên ngành về phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường, công tác hậu cần kỹ thuật đảm bảo phục vụ kịp thời cho yêu cầu nhiệm vụ. Công an huyện Thủ Thừa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2015. Trong năm, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phân công lực lượng tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến và địa bàn trọng điểm. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các mặt công tác công an, kịp thời tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự nổi lên tại cơ sở. Kết quả trong năm, tội phạm hình sự giảm, tai nạn giao thông giảm trên cả ba mặt, số vụ, số người chết và số người bị thương. Tại hội nghị, Đại tá Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, công an các đơn vị địa phương bắt xử lý nhiều đối tượng vi phạm. Tại huyện Bến Lức, Công an huyện bắt quả tang tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại F2 xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức. Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 17 đối tượng, triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý. Nhận được tin báo của Công an thành phố Bến Tre về vụ mất trộm xe lít biển số 71C314367, Công an huyện Bến Lức chốt chặn bắt tội phạm. Qua chốt chặn, lực lượng chức năng phát hiện một người thanh niên điều khiển xe có đặc điểm giống xe bị mất trộm ở thành phố Bến Tre nên bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Dũng, ngụ đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ xe mô tô hiệu Lít biển số 71C314367 và cây đoạn bẻ khóa xe. Hiện vụ việc tiếp tục điều tra. Đội cảnh sát hình sự ma túy Công an huyện Cần Giuộc bắt quả tang tụ điểm tổ chức đá gà ăn tiền tại ấp 1 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và bắt giữ 16 đối tượng. Trước đó, lực lượng làm nhiệm vụ bất ngờ ập vào phía sau nhà của ông Trương Chí Bình, ngụ ấp 1 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, bắt quả tang các đối tượng đang sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm 15 xe mô tô các loại, một con gà, trên 80 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra. Trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Châu Thành kết hợp Công an xã Hòa Phú, huyện Châu Thành bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp 4 xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 8 đối tượng có liên quan, đồng thời thu giữ tang vật gồm 11 xe mô tô các loại, 4 con gà đá,
11 cặp cửa bằng kim loại, trên 11 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan. Công an huyện Châu Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật. Trong lúc tuần tra phòng chống tội phạm, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Tân An, tỉnh Long An phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Lập, ngụ đường Phạm Văn Ngô, phường Tân Khánh, thành phố Tân An có hành vi cướp tài sản. Trước đó, tên Lập sử dụng xe mô tô hiệu Sirius gắn biển số giả đi đến đường Phạm Văn Điền, xã Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An để cướp tài sản của người đi đường. Khi đến tuyến đường trên, đối tượng Lập nhìn thấy chị Nguyễn Thị Thu Hiền, ngụ ấp 7 xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đi một mình bằng xe mô tô. Tên này liền chặn đầu xe, dùng đạn pin chiếu về phía xe của chị Hiền, yêu cầu đưa tiền cho hắn. Chị Hiền lấy 470.000 đồng và đôi bông tai 2 phân vàng 18 carat đưa cho Lập. Sau đó lợi dụng sơ hở của tên cướp, chị Hiền bỏ chạy tri hô cướp. Tên cướp sợ bị bắt nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tân An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lập để tiếp tục điều tra về tội cướp tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tân An thông báo ai là nạn nhân của đối tượng cướp trên liên hệ với đồng chí Nguyễn Trường Sơn, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Tân An, số điện thoại 0997771527 để được giải quyết. Trong tuần qua, ở khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, số lượng người xuất nhập cảnh sang biên giới là 4.833 lượt người. Số lượng xe ô tô vào khu vực biên giới cửa khẩu Mỹ Quý Tây khoảng 90-100 xe một ngày. Trong khi đó, ở khu vực cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, trong tuần có 567 lượt người xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu. Số người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc mỗi ngày có khoảng từ 75-85 người. Các lực lượng phối hợp tiến hành giáo dục, yêu cầu quay trở lại đối với 20 công dân Việt Nam, 15 công dân Campuchia không đủ thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu. Thưa quý vị, các đồng chí, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Giám đốc Công an tỉnh, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình An ninh Long An qua công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy ở một số chợ có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn tỉnh Long An. Theo kế hoạch, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, lập hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy theo thông tư của Bộ Công an về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, còn kiểm tra các điều kiện quy định an toàn phòng cháy chữa cháy giữa nhà lồng chợ và các dãy phố, việc cơi nới, che chắn, sắp xếp, bố trí các sạp hàng hóa làm cản trở lối đi, đường thoát nạn, đường dành riêng cho xe chữa cháy hoạt động khi có cháy xảy ra, kiểm tra phương án thoát hiểm, cứu nạn, cứu hộ. Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy có cái kế hoạch kiểm tra các chợ, trung tâm thương mại và tăng cường công tác tự kiểm tra, loại trừ các cái nguyên nhân và điều kiện gây cháy, kiểm tra việc quản lý sử dụng các cái thiết bị tiêu thụ điện, nhất là vào ban đêm, hệ thống điện phải được thiết kế và lắp đặt đảm bảo các cái tiêu chuẩn an toàn về ngành điện, tăng cường cái công tác thường trực của lực lượng phòng cháy cháy tại cơ sở, nhất là vào ngày nghỉ và ban đêm, kịp thời phối hợp với cái cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy tổ chức thực tập các cái phương án chữa cháy, kịp thời dập tắt các đám cháy ngay từ đầu mới phát sinh. Đây là dãy kiosk gồm 10 hộ kinh doanh trong khu vực nhà lồng chợ Bào Trai thuộc địa bàn thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. Do điều kiện lịch sử để lại, 10 hộ kinh doanh này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, 10 hộ kinh doanh này buôn bán và sinh sống như gia đình trong khu vực chợ Bào Trai. Mặc dù ban quản lý chợ đã nhiều lần nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm công tác phòng ngừa cháy nổ, thế nhưng do các hộ dân này sống như gia đình nên việc sử dụng các thiết bị điện và nấu nướng, ban quản lý chợ Bào Trai không kiểm soát và quản lý được. Tình trạng này gây khó khăn cho công tác quản lý và kiểm tra, đảm bảo mức độ an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đi kiểm tra, nhắc nhở thì bà con lén lút hay là nấu nướng sâu vào bên trong. Vì vậy mà trong cái thời gian qua thì ban quản lý chợ và cùng tiểu thương đã nâng cao cái ý thức này bằng cách là cho di dời các cái điểm nấu ở trong cái kiosk ra ở phía trước hành lang. Để hạn chế nguy cơ cháy nổ, một số gia đình để dụng cụ nấu ăn trong tủ như thế này. Còn gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung làm nghề buôn bán nước giải khát cả chục năm nay ở đây. Mặc dù biết không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nhưng chị đặt bếp nấu ăn ngay trước dãy kiosk, chỉ cách nhà lồng chợ vài bước chân. Để ngoài nấu bếp ga tư nhân gì đó, muốn nấu để ngoài đây nấu.
Tại vì mình cũng phải biết sợ chứ, đây mà rủi có gì mà không mình đền chết luôn thôi. Vì sống như hộ gia đình nên mọi sinh hoạt nấu nướng, ăn uống, thờ cúng nhang đèn đều thực hiện trong kiosk sát với khu vực nhà lồng chợ. Điều này ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy chợ. Mặc dù đã có nhiều văn bản kiến nghị của cơ quan chức năng yêu cầu chấn chỉnh những thiếu sót về an toàn phòng cháy chữa cháy ở các hộ dân sống ở đây, song đến nay vẫn chưa có những thay đổi nào đáng kể. Tôi cũng đại diện ban quản lý chợ thì đề nghị các ngành trên là xem xét lại cái thực trạng chợ Bầu Trai, thì do nơi cũng tiếp quản thì công trình này cũng xuống cấp nhiều, thì lúc đó thì sửa chữa lại rồi khắc phục được cái vấn đề này. Tương tự như chợ Bầu Trai, chợ Đức Hòa cũng có hơn 10 hộ kinh doanh sống như gia đình trong các dãy kiosk. Các hộ dân này đốt nhang thờ cúng, nấu ăn ngay trong các kiosk gần sát với nhà lồng chợ. Đây là những nguy cơ gây ra cháy nổ cao. Cái phương tiện nấu thì nhà mình cũng đầy đủ, nhưng mà điều ít nấu kiểu như sinh hoạt như gia đình bình thường, nhang đồ đốt đồ thì mình cũng dè dặt cẩn thận. Có khi nào mà mình cúng cái gì mà quan trọng, thí dụ như tôi năm cúng tổ lần thì tôi cũng phải ngồi chờ cho tàn nhang. Về vấn đề cái kết cấu và cái cấu trúc của chợ, các cái khu chợ nó không có đồng nhất với nhau, và việc câu móc điện tùy tiện của các hộ dân và sự chồng chéo đang xen nhau của các cái hệ thống dây điện ở trong chợ của các hộ tiểu thương cũng là một trong những nguyên nhân có thể là dẫn đến cháy nổ. Đây là con đường để xe chữa cháy vào khi có sự cố cháy nổ xảy ra ở chợ Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Các hộ kinh doanh bố trí các quầy sạp hàng hóa lấn chiếm hết lối đi như thế này. Tại vì hồi nào giờ không có cháy mà cũng có xe nào vô đây trơn á. Khúc này nó vắng lắm. Thành mới bài bán rồi, như nhà nước dẹp thì mình dẹp mới đâu gì đâu. Tại khu B và khu C, các hộ kinh doanh cơi nới thêm các kiosk, hàng hóa bày bán lấn chiếm các lối đi trong nhà lồng chợ và các đường xung quanh nhà lồng chợ. Một số hộ tiểu thương còn tự nấu ăn trong chợ bằng bếp ga, đốt nhang thờ cúng trong chợ không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại vì mình che ra vậy người ta mới mua, còn không á, giống như ở ngoài chợ trời vậy, người ta đi người ta chỉ đậu xe người ta mua, còn mình để xích trong mình bán không được. Ăn cơm ở chợ hoài mình ăn đâu có nổi đâu. Lâu lâu mình cũng nấu hoặc mình hâm đồ thôi. Lâu lâu mới đốt một bữa thôi chứ đâu có đốt hoài đâu. Kiểu mình bán ế thì mình cũng vui vui vậy. Có thể nói, phần lớn chợ ở các địa phương trong tỉnh đều được xây dựng lâu đời và không thông qua thẩm định thiết kế phòng cháy chữa cháy, nên những thiếu sót về an toàn phòng cháy chữa cháy là không thể tránh khỏi. Luật phòng cháy chữa cháy quy định những điều khoản rõ ràng về nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác phòng ngừa cháy nổ. Đó chính là điều kiện để các cấp ủy chính quyền ở các địa phương chỉ đạo sát sao hơn nữa nhằm khắc phục những thiếu sót như chúng tôi vừa nêu. Đây không chỉ là vấn đề lâu dài mà còn là những việc cần phải làm ngay. Bởi thực tế cho thấy, một khi hỏa hoạn xảy ra ở các khu vực chợ thì lúc nào cũng đem lại những hậu quả rất nặng nề về người và của. Trong những năm qua, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương quyết liệt thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Quá trình thực hiện ở các đơn vị địa phương cũng đã mang lại hiệu quả, góp phần ngăn ngừa, hạn chế những thiệt hại do cháy gây ra. Song thực tế, vẫn còn nhiều địa phương gặp khó khăn, vướng mắc như tình trạng ở các chợ đã nêu trên. Công tác phòng cháy chữa cháy chưa được giải quyết tốt ở các khu vực chợ, chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân. Mùa khô năm 2016 và Tết cổ truyền của dân tộc đã gần kề. Mong rằng các cấp ủy chính quyền và người dân địa phương cần có giải pháp hạn chế tối đa những nguy cơ cháy nổ với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy. Bởi khi ngọn lửa đã bùng lên sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Chuyên đề An ninh Long An kỳ này đến đây là hết. Để xem lại chuyên đề này, mời quý vị các đồng chí vui lòng truy cập vào trang web www.cônganlongan.gov.vn. Thưa quý vị các đồng chí, chuyên đề An ninh Long An sẽ phát sóng lúc 19:55 ngày thứ ba hàng tuần và phát lại lúc 14:40 ngày chủ nhật. Kính mời quý vị và các đồng chí đón xem. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.